Top 10 cầu thủ nhận lương cao nhất ngoại hạng Anh mùa 2022-23. 1. Khalid Koulibaly, 295.000 bảng một tuần. 2. Jack Grealish, 300.000 bảng một tuần. 3. Raheem Sterling, 325.000 bảng một tuần. 4. Raphael Varane, 340.000 bảng một tuần. 5. Mohamed Salah, 350.000 bảng một tuần. 6. Jadon Sancho, 350.000 bảng một tuần. 7. David De Gea, 375.000 bảng một tuần. 8. Erling Haaland, 375.000 bảng một tuần. 9. Kevin De Bruyne, 400.000 bảng một tuần. 10. Cristiano Ronaldo, 515.000 bảng một tuần. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch. Bóng đá 24 giờ, sống trên đường pitch.